Rồi. Alo các bạn, bữa nay mình chỉ quay một video đạp heo. Vài bữa nữa mình phải đi Sài Gòn rồi. Đạp heo hả? Ừ. Heo cứng quá các bạn ơi. Ủa heo này bằng ngủ gì trời? Bằng đá ngủ đâu. Wow. Tém ơi, coi được nhiêu? 10, 30, 30, 80. Đếm mấy tờ 20 trước đi, hả? Hai đếm tờ 50. Ok. Đếm, hoặc đếm tờ 50 trước cũng được. 30. Ừ, 30. 40. Ừ. 80. 7, 1, 80. 80, 90, 100, 110, 130, 130, 230, 280 rồi đó hả? 280, 300, cái tờ đó nhiêu? 20, tờ đó 200. 300, ok. Có 600 em à? Em hai đứa thêm 1 triệu nè. 1 triệu ông mò. Để mò. 1 triệu đâu? Em 500 nè ba. À tờ 500 nữa hả? Là đừng 1 triệu lẻ 1 rồi đó hả? 1 triệu lẻ 1. 1 triệu lẻ 6. 1 triệu lẻ 6. 1 triệu 1 triệu 6 rồi đó hả? 1 triệu 6 rồi kìa. Tờ 200 nữa kìa. Là nhiêu? 1 triệu 8. Ok. Ờ còn tờ nào nữa kìa? Còn tờ 200 nữa kìa. 1 triệu 8 rồi á. 80. Ờ 1 triệu 8 rồi đó. Coi còn tờ 200 không hay tờ 50. Không, hồi nãy là 1 triệu 11. Tờ 200. Ừ. Là 2 triệu 81. Rồi giờ vậy đủ tiền đi xe chưa? Hai triệu lẻ 70 hả? Rồi đủ tiền dây xe chưa? Tháng này nữa là 3 triệu 7. Nhiều tiền quá, đủ đi rồi được chưa? Đủ tiền đi xe chưa?